và cũng qua đây gửi tới anh em là lời chúc anh em là mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống, và cái môn đam mê của chúng ta sẽ là mãi mãi là một tính mang cái tính nhân văn, vừa tính nhân văn vừa thể thao, nhưng mà gây dựng một cái sự kết nối tình yêu thương trong cộng đồng. Các cái chương trình thiện nguyện sẽ được tiếp nối, và mong anh em trong cái buổi giao lưu này sẽ học hỏi hơn, được nhiều điều hơn, và chúng ta sẽ đưa câu lạc bộ Lúa Thiên Nhiên Nghệ An phát triển hơn, mạnh hơn và đoàn kết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.